Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự 22 giờ của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh Hà Giang, ngày 20 tháng 8 năm 1891, ngày 20 tháng 8 năm 2021, 30 năm tái lập tỉnh, ngày 1 tháng 10 năm 1991, ngày 1 tháng 10 năm 2021 và 60 năm Bác Hồ về thăm Hà Giang, ngày 26, ngày 27 tháng 3 năm 1961. Cùng dự buổi lễ có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lãng hoa chúc mừng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vui mừng chứng kiến sự phát triển đổi thay của Hà Giang. Lịch sử 130 năm của Hà Giang đã tô thắm tinh thần yêu nước nồng nàn, sự đoàn kết gắn bó keo sơn, kiên cường, dũng cảm, sáng tạo là minh chứng cho ý chí sắt đá của những người con sống nghìn đời trên cao nguyên đá Hà Giang, Đồng Văn, một kiến tạo địa chất tuyệt vời của đất mẹ. Nhấn mạnh vai trò của giáo dục, nâng cao dân trí, Chủ tịch nước cho rằng Hà Giang cần thúc đẩy chính sách giáo dục, coi đây là chìa khóa tháo gỡ nhiều điểm nghẽn trong phát triển. Cần thay đổi cơ bản, chất lượng giáo dục, chú trọng xây dựng đội ngũ nhà giáo có kiến thức, có tấm lòng. Bên cạnh đó, Hà Giang cần tìm kiếm mô hình tăng trưởng kinh tế mới trên cơ sở phát huy các tiềm năng, lợi thế riêng có, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, huy động các nguồn lực đầu tư. Tỉnh phát huy vai trò, sự lan tỏa, hiệu quả của các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách, ưu tiên nguồn lực đầu tư cho các cơ sở hạ tầng, đầu tư cho các ngành có lợi thế, chủ lực, các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, dược liệu gắn với chế biến sâu, tại chỗ để nâng cao giá trị gia tăng. Về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, Chủ tịch nước cho rằng Hà Giang có chiều dài bản sắc văn hóa dân tộc, đây là lợi thế cạnh tranh trong phát triển du lịch, văn hóa vừa là mục tiêu vừa là động lực để phát triển. Trong chuyến công tác tại tỉnh Hà Giang, chiều ngày 8 tháng 12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm và tặng quà các gia đình người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo trên địa bàn xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, được hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố. Sau 2 năm triển khai chương trình theo quyết định 1953 của tỉnh ủy Hà Giang về hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo, có khó khăn về nhà ở, địa phương đã có trên 5.100 hộ gia đình triển khai và hoàn thành. Ngoài bảo đảm nguyên tắc ba cứng, cứng nền, cứng tường, cứng mái và nhà ở được xây dựng với phương châm sạch nền, bền mái, phù hợp với bản sắc, phong tục tập quán của từng dân tộc địa phương. Ghi nhận, đánh giá cao chương trình hỗ trợ nhà ở của tỉnh Hà Giang, Chủ tịch nước mong muốn người dân có nhà ở kiên cố rồi sẽ cố gắng làm ăn, sản xuất, xóa đói giảm nghèo bền vững, phấn đấu làm giàu trên mảnh đất quê hương. Bên cạnh ổn định nơi sinh sống, Chủ tịch nước nhấn mạnh người dân phải đoàn kết, gắn bó, giữ gìn tình cảm xóm làng, tình cảm cộng đồng thương yêu, giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, nhất là những vùng xa xôi, hẻo lánh. Chính quyền địa phương cùng người dân phấn đấu xây dựng các bản làng văn hóa, nuôi dạy con cháu thật tốt, tập trung cho các cháu ăn học, giáo dục. Đây chính là phát triển thế hệ tương lai để thoát nghèo bền vững và phát triển địa phương. Sáng nay tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ 6. Phiên họp được tiến hành theo hai đợt, đợt 1 từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 12, đợt 2 từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 12. Trong ngày hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 8 luật và xem xét việc cho phép thực hiện một số cơ chế chính sách đặc biệt, đặc cách, đặc thù trong phòng chống dịch COVID-19. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tập trung cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng, cấp bách liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội trong giai đoạn hiện nay. Chủ tịch Quốc hội cho biết, sau khi làm việc sơ bộ của lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội với Chính phủ, các cơ quan hữu quan và thẩm tra sơ bộ, trong 5 nội dung dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp bất thường, có 4 nội dung đủ điều kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến. Ngay sau phiên khai mạc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đầu tư, luật đấu thầu, luật điện lực, luật doanh nghiệp, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, dự án luật này được xem xét theo trình tự, thủ tục rút gọn, vì vậy chỉ xem xét những vấn đề cấp bách, cấp thiết, có đánh giá tương đối đầy đủ. Đồng thời phải rà soát thật kỹ từng chính sách, từng luật cần sửa đổi, bổ sung. Những vấn đề cấp bách, lớn, phức tạp, chưa có sự đồng thuận trước thì không đưa vào dự án luật này. Bảo đảm đúng trình tự, thủ tục chặt chẽ theo quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Việc chuẩn bị phải rất khẩn trương nhưng cũng phải kỹ lưỡng. Trong phiên làm việc chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét việc
cho phép thực hiện một số cơ chế chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Chính phủ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép thực hiện một số cơ chế chính sách tập trung vào 4 nhóm vấn đề: khám bệnh, chữa bệnh, thanh toán chi phí và chế độ chống dịch, dược, trang thiết bị y tế. Qua thảo luận, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ, theo tinh thần Nghị quyết 30 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành một số nghị quyết, trong đó cho phép Chính phủ ban hành nghị quyết có nội dung khác với quy định của luật để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, các cơ chế chính sách đặc biệt, đặc cách, đặc thù cần được xem xét một cách kỹ lưỡng, thận trọng để thực hiện minh bạch và hiệu quả, bảo đảm tinh thần nhanh nhưng phải đúng, phải chắc chắn và hiệu quả. Sáng nay, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã hội đàm trực tuyến với đồng chí Khăm Phan Phôn Mạ Thắt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Tổng Thanh tra Nhà nước, Trưởng Ban Phòng chống tham nhũng Trung ương Lào. Thay mặt Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú thông báo một số nét cơ bản về tình hình Việt Nam, về kết quả công tác kiểm tra giám sát kỷ luật Đảng, trong đó tập trung cao độ triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 và các nghị quyết của Trung ương, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm các cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Về quan hệ hợp tác giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, hai bên nhất trí đánh giá kết quả hợp tác giữa cơ quan kiểm tra của hai đảng, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước, đồng thời phối hợp chặt chẽ để thực hiện có hiệu quả những thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước nhằm tiếp tục đưa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện phát triển ổn định, bền vững vì lợi ích lâu dài của hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam, Lào. Chiều nay tại trụ sở Bộ Quốc phòng, đoàn kiểm tra số 135 của Bộ Chính trị đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương về kết quả kiểm tra trong lãnh đạo chỉ đạo, công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị và Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đồng chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội. Theo báo cáo của đoàn kiểm tra, Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm chỉ thị số 01 ngày 9 tháng 3 năm 2021 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Trung ương về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, gắn với triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ 11 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp trong toàn quân. Nổi bật là tập trung chỉ đạo tổ chức tốt việc học tập, quán triệt nghị quyết với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, linh hoạt, hiệu quả gắn với thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và phòng chống dịch bệnh COVID-19, ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết, việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã kết hợp chặt chẽ với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, quân sự, quốc phòng, kịp thời tham mưu, đề xuất, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, nhất là lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch, bảo vệ sức khỏe, tính mạng và cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần cùng toàn đảng, toàn dân thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của đất nước. Công tác kiểm tra giám sát đã chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện, hình thức kém hiệu quả trong quán triệt, nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện, góp phần sớm đưa nghị quyết Đại hội 13 của Đảng vào thực tiễn học tập, sinh hoạt và thực hiện nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ trong toàn quân. Đoàn kiểm tra số 135 cũng đánh giá cao kết quả công tác đấu tranh bảo vệ đường lối, quan điểm, nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, nhà nước, quân đội và Đại hội 13 của Đảng có đóng góp to lớn của các lực lượng trong quân đội. Cuối giờ chiều nay tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã họp với Bộ Y tế và các bộ ngành liên quan nhằm rà soát công tác chuyên môn chống dịch liên quan đến vấn đề người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh Tết Nguyên đán sắp đến. Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, các đối tượng người Việt Nam lao động học tập ở nước ngoài, Việt Kiều có nhu cầu về nước rất lớn. Các bộ này đã thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh về nguyên tắc đón người Việt Nam ở nước ngoài, cũng như việc nhập cảnh của chuyên gia nước ngoài, khách quốc tế.
Bộ Giao thông Vận tải cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Bộ cũng tích cực làm việc, xem xét việc sớm mở đường bay thương mại. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có đường bay nào được mở vì điều này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Đại diện các bộ ngành cho biết, khó khăn lớn nhất hiện nay là cân đối giữa khả năng kiểm soát dịch bệnh trong nước, nhất là khi biến chủng Omicron xuất hiện, với nhu cầu nhập cảnh của người Việt Nam ở nước ngoài, chuyên gia nước ngoài, khách du lịch quốc tế. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, ngoài nhu cầu đưa chuyên gia lao động quốc tế để phát triển kinh tế, thì người Việt Nam sống, định cư, làm việc ở nước ngoài có nhu cầu về nước, nhất là dịp Tết Nguyên đán này là nhu cầu chính đáng và chúng ta phải có trách nhiệm sắp xếp cho họ. Bên cạnh đó, tình hình dịch hiện nay cũng đã khác so với trước đây, việc bao phủ vaccine ngày càng cao giúp chúng ta dần kiểm soát được dịch bệnh. Vì thế, yêu cầu các bộ ngoại giao, giao thông, y tế phối hợp với Bộ Quốc phòng, Công an báo cáo các đồng chí lãnh đạo phụ trách khẩn trương giải quyết từng việc một, đáp ứng nhu cầu chính đáng của bà con. Bộ Y tế phải nhanh chóng ban hành hướng dẫn mới về cách ly, theo dõi sức khỏe đối với người Việt Nam ở nước ngoài về, theo tinh thần tương tự như người ở trong nước di chuyển từ các vùng có dịch, báo cáo trước ngày 15 tháng 12 tới đây. Trong khuôn khổ kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã có lần đầu tiên trả lời chất vấn đại biểu sau gần 4 tháng nhậm chức. Trước câu hỏi, thành phố rút kinh nghiệm gì để tránh những hạn chế như thời gian qua nếu không may dịch bùng phát trở lại? Người đứng đầu chính quyền thành phố nhìn nhận việc thực hiện các gói an sinh xã hội trong giai đoạn dịch bùng phát là chưa tròn. Ngay từ đợt giãn cách đầu tiên đầu tháng 6, thành phố sớm có chính sách hỗ trợ bà con. Tuy nhiên, khi ra chính sách, số lượng người bị ảnh hưởng tăng thêm khi cấp phát lại phát sinh nhiều hơn dự tính, làm quá trình thực hiện bị động, lúng túng. Chúng ta ban hành cái chính sách, cái quy trình chúng ta thực hiện, xác định đối tượng, hình thức hỗ trợ, mức hỗ trợ là chúng ta làm nó chưa được chặt chẽ. Cho nên chúng ta gặp khó khăn. Và phải nói là cái việc này đã gây rất nhiều khó khăn cho cơ sở trong tổ chức thực hiện. Và cho đến nay vẫn còn những cái thắc mắc trong bà con. Thì trong thời gian sắp tới thì chúng ta sẽ tiếp tục bố trí đủ cái nguồn ngân sách để thực hiện cái phần còn lại của các cái gói mà chúng ta đã ban hành. Cái thứ hai nữa là cũng các ngành chức năng của thành phố cùng với các quận huyện, đặc biệt là các xã phường thị trấn, để chúng ta tiếp tục rà soát lại danh sách và tổ chức cấp phát cho bà con. Theo ông Mãi, dịch diễn biến bệnh nhanh, khó lường, thành phố chưa có sự chuẩn bị về kịch bản an sinh xã hội nên quá trình thực hiện còn nhiều hạn chế. Thời gian tới, thành phố tiếp tục bố trí đủ ngân sách để hoàn thành các gói hỗ trợ. Đồng thời, chính quyền rà soát danh sách, đảm bảo các trường hợp khó khăn được hỗ trợ, giúp bà con phần nào giải quyết khó khăn. Trả lời câu hỏi về cơ chế tổ chức và tài chính cho y tế cơ sở phát huy hiệu quả trong dịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Văn Mãi cho biết, vừa qua, chính quyền thành phố làm việc với Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long. Cuộc làm việc đi tới thống nhất triển khai đề án thí điểm xây dựng trạm y tế theo quy mô dân số. Thành phố sẽ đẩy nhanh xây dựng các trạm y tế trong thời gian tới. Bên cạnh đó, thành phố sẽ lập các trạm y tế lưu động, huy động lực lượng quân y, y tế tư nhân, cán bộ y tế về hưu tham gia. Về câu hỏi đầu tư các đường vành đai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, vành đai 2 dự kiến khởi động trở lại trong năm 2022 và hoàn thành trong nhiệm kỳ này. Với vành đai 3, Thủ tướng đã giao thành phố nghiên cứu đầu tư theo phương thức PPP, nhưng không khả thi vì dự án có thể kéo dài 29 năm. Thành phố đã báo cáo Thủ tướng nghiên cứu theo hình thức đầu tư công, hoàn thành trong nhiệm kỳ 2021-2025. Xin được chuyển sang thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hà Nội. Thưa quý vị, ngày hôm nay tổng số ca mắc mới và số ca nhiễm trong cộng đồng đều đã tăng hơn so với ngày hôm qua. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị ngay sau đây. Thành phố Hà Nội ghi nhận thêm 709 ca dương tính mới, trong đó có 243 ca ngoài cộng đồng, 329 ca tại khu cách ly và 137 ca tại khu phong tỏa. Các ca bệnh phân bố tại 245 xã, phường, thị trấn thuộc 28 trên 30 quận huyện, cụ thể như sau. Tại quận Đống Đa 177 ca, Đông Anh 86 ca, Gia Lâm 46 ca, Hoài Đức 41 ca, Thường Tín 34 ca, Thanh Xuân 27 ca, Hoàng Mai 25 ca, Chương Mỹ 23 ca, Hai Bà Trưng 23 ca, Bắc Từ Liêm 21 ca, Cầu Giấy 18 ca,
Hà Đông 16 ca, Nam Từ Liêm 15 ca, Sơn Tây 15 ca, Tây Hồ 15 ca, Thanh Trì 15 ca, Mê Linh 14 ca, Long Biên 12 ca, Quốc Oai 11 ca, Thạch Thất 11 ca, Ba Đình 10 ca, Đan Phượng 9 ca, Hoàn Kiếm 9 ca, Sóc Sơn 9 ca, Phú Xuyên 8 ca, Thanh Oai 8 ca, Ba Vì 6 ca và Ứng Hòa 5 ca. Như vậy, tính từ ngày 29 tháng 4 đến nay, thành phố Hà Nội đã có 15.255 trường hợp dương tính. Thưa quý vị, từ 16 giờ ngày 7 tháng 12 đến 16 giờ ngày 8 tháng 12, tỉnh Thanh Hóa ghi nhận 219 bệnh nhân mắc COVID-19 mới. Đây là số ca bệnh ghi nhận trong ngày nhiều nhất từ trước đến nay tại địa phương này. Trong số các ca mắc COVID-19 mới tại Thanh Hóa, có 124 bệnh nhân phát sinh trong tỉnh và 95 bệnh nhân trở về từ các địa phương khác đang cách ly theo quy định. Trong 24 giờ qua, Thanh Hóa đã thực hiện xét nghiệm PCR hơn 6.300 mẫu tại các đơn vị y tế. Tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay, Thanh Hóa ghi nhận 3.368 bệnh nhân COVID-19, hơn 2.140 người đã được điều trị khỏi, 12 bệnh nhân tử vong. Tối ngày 8 tháng 12, Sở Y tế thành phố Hải Phòng đã thông tin chính thức về trường hợp tử vong đầu tiên do COVID-19 trên địa bàn thành phố. Bệnh nhân tử vong là nam, 77 tuổi, lưu trú tại phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Bệnh nhân có tiền sử mắc bệnh tăng huyết áp và chưa tiêm vaccine phòng COVID-19, điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2. Ngày 7 tháng 12, chuẩn đoán ban đầu là suy hô hấp, viêm phổi nặng do COVID-19, được điều trị tích cực nhưng bệnh nhân đáp ứng kém, khó thở tăng dần. Đến 4 giờ ngày 8 tháng 12, bệnh nhân suy hô hấp mức độ nặng, đến trưa cùng ngày bệnh nhân tử vong. Theo Trung tâm Chỉ huy Điều hành Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai, trong 24 giờ qua, tỉnh Đồng Nai đã có 44 trường hợp tử vong vì COVID-19. Đây là con số tử vong trong ngày cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát trở lại. Khoảng 10 ngày qua, số ca tử vong do COVID-19 tại Đồng Nai liên tục tăng. Đến nay, toàn tỉnh ghi nhận gần 930 trường hợp tử vong vì COVID-19. Hầu hết người tử vong đều có bệnh nền nặng như suy thận, ung thư, tim mạch, cao huyết áp. Nhiều trường hợp tử vong chưa tiêm vaccine phòng COVID-19, song cũng có nhiều người tử vong dù đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. Hiện toàn tỉnh Đồng Nai ghi nhận hơn 90.000 ca mắc COVID-19. Do số ca bệnh tăng cao nên tỉnh chỉ cho phép cách ly F0 tại nhà. Tuy nhiên, nhiều người bệnh trong quá trình cách ly tại nhà không được hỗ trợ cấp phát thuốc kịp thời. Trước tình trạng bệnh nhân F0 tăng cao, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định mua bổ sung 300.000 gói thuốc A và gói thuốc B để hỗ trợ cho các ca nhiễm đang điều trị tại nhà. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Y tế chủ động chuẩn bị thêm 300.000 gói thuốc chia làm 2 đợt, bao gồm 200.000 gói thuốc A, 50.000 gói thuốc B và 50.000 gói thuốc trẻ em phục vụ điều trị F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ tại nhà. Trước đó, Sở Y tế hướng dẫn chỉ cấp gói thuốc A, các loại vitamin, hạ sốt, gói thuốc C, thuốc kháng virus cho F0 cách ly tại nhà khi có chỉ định sử dụng gói thuốc C. Còn gói thuốc B, kháng đông, kháng viêm chỉ cho uống một liều duy nhất khi có chỉ định. Kèm theo đó là các thuốc cần chuẩn bị với người có bệnh nền đủ sử dụng một tháng. Việc mua thêm 300.000 gói thuốc nhằm kịp thời cấp phát cho người dân, không để F0 không tiếp cận được thuốc, cũng như để sẵn sàng ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh khi xuất hiện biến chủng Omicron. Thưa quý vị, chiến lược phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được ban hành năm 2013. Sau 7 năm thực hiện, bên cạnh những khó khăn tồn tại cũng đã đạt được một số kết quả nhất định. Những nội dung đó đã được công bố tại hội nghị hội thảo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức vào sáng nay tại Hà Nội. Theo báo cáo của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, số lượng phim truyện chiếu rạp từ năm 2014 đến năm 2020 đã đạt và vượt chỉ tiêu là 36 đến 40 phim một năm. Nhiều bộ phim đóng vai trò quảng bá điện ảnh, thúc đẩy phát triển du lịch như Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Hệ thống rạp chiếu phim, số lượng phòng chiếu, đầu tư máy chiếu phim công nghệ kỹ thuật số hiện đại phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, thời gian qua cũng bộc lộ một số hạn chế như chưa xây dựng được các cơ chế chính sách phù hợp và đồng bộ để phát triển công nghiệp điện ảnh. Chưa có quy định phù hợp khi hoạt động điện ảnh chuyển sang công nghệ số ở cả 3 lĩnh vực sản xuất, phát hành và phổ biến phim, đặc biệt phương thức phổ biến phim trên không gian mạng hay bản quyền điện ảnh. Trong thời gian tới, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch nhấn mạnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, giải pháp được đề ra tại chiến lược,
trong đó phát triển điện ảnh vừa là ngành nghệ thuật, vừa là ngành kinh tế theo hướng công nghiệp hiện đại, hội nhập, mang đậm bản sắc dân tộc, phục vụ tốt nhu cầu về đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Cũng trong sáng nay, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Cục Điện ảnh tổ chức hội nghị hội thảo đổi mới và nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong công tác phát hành phổ biến phim, thu hút sự quan tâm của các đơn vị chiếu bóng trên cả nước. Tại hội nghị đổi mới và nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong công tác phát hành phổ biến phim, các đơn vị chiếu bóng trên cả nước đã chia sẻ những khó khăn do không được đầu tư đồng bộ và cho rằng sự chi phối quá mạnh của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khiến thị trường phim Việt mất cân bằng. Các đại biểu tham dự hội nghị cho rằng nhà nước nên giữ vai trò điều tiết và giám sát việc đầu tư của các tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài, bảo đảm tỷ lệ không vượt quá 51% trong các lĩnh vực xây dựng rạp chiếu phim, bởi đây là lĩnh vực xây dựng quan trọng nhất, quyết định sự phát triển điện ảnh. Trong những năm qua, tình hình đất nước và bối cảnh quốc tế có nhiều thay đổi đã tác động đến ngành điện ảnh Việt Nam. Những thay đổi trong quan hệ kinh tế xã hội, các quy định mới trong các bộ luật liên quan tới lĩnh vực điện ảnh, các cam kết quốc tế, sự phát triển của khoa học công nghệ điện ảnh trên thế giới đã tác động mạnh mẽ đến tư duy, xu hướng phát triển của công nghiệp điện ảnh Việt Nam. Thưa quý vị, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc tiếp tục xây dựng nông thôn mới, toàn diện nâng cao và bền vững, với phương châm xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, cấp ủy chính quyền ở nhiều địa phương đã triển khai nhiều cách làm hay sáng tạo, mang lại hiệu quả rõ rệt. Mục tiêu cuối cùng là thực hiện thành công các nội dung về xây dựng nông thôn mới theo tinh thần nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng đã đề ra. Từ thành công của nghị quyết ba nhiều ở nhiệm kỳ trước với nội dung trồng nhiều cây, nuôi nhiều con, làm nhiều nghề. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Phúc Sen, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng đã nâng tầm lên thành nghị quyết ba cùng, ba nhiều, gồm nhiều lượng, nhiều chất, nhiều giá trị và cùng làm, cùng tiêu chuẩn, cùng chất lượng. Nhiệm kỳ 2020-2025, thì Đảng bộ xã Phúc Sen trên cơ sở đánh giá cái nghị quyết ba nhiều, nâng tầm lên trở thành cái nghị quyết ba cùng và ba nhiều. Thì ở đây nghị quyết này nó đã nâng tầm, nâng về cái chất. Việc xây dựng nghị quyết bám sát thực tiễn và trên cơ sở phân tích những cái mặt tồn tại, hạn chế của thực tiễn thì từ đấy mới đề ra được những cái mục tiêu, định hướng và các giải pháp tổ chức thực hiện. Nhờ đó, Phúc Sen, một xã chủ yếu là đồng bào dân tộc Nùng sinh sống, đã khắc phục được sự thụ động cố hữu, trở nên năng động hơn trong phát triển kinh tế xã hội. Trước năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo là 24,6%, nay giảm xuống còn 11%. Thành công của xã Phúc Sen đã cho thấy, để đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả, thì cần có sự đổi mới tư duy của cấp ủy, chính quyền mỗi địa phương và của từng cán bộ, đảng viên. Mỗi một cán bộ là một cái sự sáng tạo. Có cách làm sáng tạo có thể đem lại lợi cao hơn. Thì việc đó là đều xảy ra trong thực tiễn cả. Và chính vì thế nó mới là phát triển. Phải bước sang một cái tư duy khác, một cái tư duy mới hơn. Đó là phải tư duy là kinh tế nông nghiệp, kinh tế nông thôn, chứ không phải là tư duy ở trong sản xuất. Hãy quay trọng giá trị và tạo ra cái giá trị sinh lời ở trên từng ngành hàng, trên từng sản phẩm. Và cái giá trị sinh lời đó, nó phải là gì? Vào được cái túi tiền của nông dân. Đổi mới, sáng tạo, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong xây dựng nông thôn mới sẽ luôn là giải pháp thiết thực và hiệu quả để đẩy mạnh phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới như định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 đã đề ra. Thưa quý vị và các bạn, những thông tin vừa rồi đã kết thúc phần tin tối nay.